phụ nữ yêu mến anh hả? Là nhiều người phụ nữ yêu mến anh lắm đúng không? Anh biết hết vậy anh là đàn gì? Anh là đàn yêu thích tịch tình ta. Ai mang cuốn sách mà mang cho nàng. Trời ơi anh thương dữ lắm luôn đó. Anh mới đặt mua cái này nè. Cái lông này là cái lông. Em nói anh đừng có nói nữa. Anh càng nói càng sai biết không? Không hiểu cái gì hết trơn à. Cuốn này khác mà. Chị cảm giác như là Hoàng nó giống em á. Ồ, sao tự nhiên chị nói vậy? Em có để ý không nha? Chị thấy Hoàng á, lúc nào cũng nũng nịu. Hoàng lúc nào cũng dậm chân nè. Rồi thôi có những cái mà cái nét mà kiểu như người đàn ông khó mà có được á. Cái kiểu mà ẩn sâu bên trong Hoàng nó... Wow, chị cũng nhận ra điều đó hả? Em phát hiện điều đó hả? Trời ơi, biết chứ sao biết. Em kết anh Hoàng là vì mấy cái nét đó đó. Lúc nào á, anh mà cũng nũng nịu dễ thương rồi. Kiểu như là Thôi, em đừng có ăn cái đó, không có tốt cho sức khỏe đó. Thôi anh không chịu, đâu. Trời ơi, em kết cái nét đó đó chị. Dễ thương mà đúng không chị? Dễ thương. Nhưng mà chị ơi, trong tình yêu á, thì mình yêu là mình yêu thôi. Chứ mình đâu có đặt lên bàn cân để đo đếm nó được đâu chị. Giống như chị với anh Lâm Vinh đó. Em thấy á, anh Lâm Vinh anh thua chị về mọi thứ luôn. Mà thua nhiều nhất á, là tuổi tác đó. Trời đất ơi. Em, tình yêu á, đâu quan trọng tuổi tác đâu. Chỉ là một phần em biết không, anh Lâm Vinh á, trời ơi, là một người đàn ông tinh tế, quan tâm tới chị đó. Thì anh Hoàng cũng tinh tế mà chị. Có cái gì anh không lo cho em đâu. Hoàng á hả? Dạ. Không phải lo cho một mình em đâu. Hoàng lo cho cả thế giới này luôn đó. Mà nhiều khi lo cho cả thế giới, cái bận tâm cả thế giới rồi không quan tâm tới em nữa đó. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, cha 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 bum cha bum cha bum, qua một năm vừa rồi tơ tầm, cha cha bum cha bum cha bum, trên bước đường danh lợi cầu may, vô tình cầm chúng bóng mây, bây giờ xin tặng người yêu. Anh tặng em hả? Hồi nãy á, anh đi trên đường anh thấy cái cành bông này đẹp nè, cái anh mới mua. Dễ thương quá, hai đứa như là mới quen nhau vậy đó. Em đi trên đường nha, mà em cảm thấy có cái gì á mà Thanh Tân thấy sẽ thích là chắc chắn em sẽ quyết tâm em mua cho bằng được nha. Mà hai cái là anh mua tặng cái em thích không à? Ủa có bữa là em nói em thích cái nhà là nó có mua cho em luôn không? Em còn lý trí lắm anh. Anh phấn đâu. Trời ơi, hôm nay sếp mình à, để tóc mới đẹp ta. Em thích nhất là sau cái phần đuôi nha, nhìn như sau lạp xưởng nha, nhìn cái nhớ Tết liền. Ủa bữa nay em mới đòi tóc mới hả? Ừ. Thế cũng vậy mà. Đâu? Ủa anh không nhận ra hả? Thấy bình thường em sao á? Anh Quang mới sao người yêu mà nhận không ra. Anh sao? Quang làm ơi. Sao ta? Anh Lâm Vinh bận cho nên là nhiều khi ảnh nó không có thời gian hiểu không? Với lại ủa em cũng đâu có bận, em vô đây em thấy liền mà chị. Ủa anh không nhận ra. Ủa vậy là sao ta? Tại em á, em nghĩ em sai mà em quan tâm tới chị. Em thấy chưa? Quan tâm tới chị em biết đổi mà chị đổi cái gì cũng thấy hết trơn hết trọi. Vậy mà người yêu của mình có đổi cái gì em có biết không? Người yêu em thì... Nó đi lo cho Thiên Hà. Nghe nào mà chả mới mẻ. Ngày nào em cũng thấy một cái sự tươi mới mát mẻ ở Thanh Tân hết trơn á. Nên là lúc nào cũng hứng khởi để được gặp Thanh Tân. Thôi đi, chị thấy em nói cho hay vậy thôi. Chứ thực ra bây giờ Thanh Tân chị để ý nha, có một đôi bông mới kìa, em có biết không? Ủa? Thật vậy hả? Anh không ngờ là hôm nay em lại mang nó đi làm á. Chị thấy bông này em mua đẹp không? Ủa, anh không? Tâm lý lắm luôn á. Dễ thương đúng không chị? Đúng rồi, đẹp. Bởi chị nhìn cái là chị thấy liền em luôn. Em tưởng mọi người không nhận ra chứ. Không những là mua đôi bông không nha, mà trong các ngày trong tuần nha, thứ mấy Thanh Tân thích ăn món gì là em biết hết. Công nhận xứng đôi dừa lứa dễ sợ vậy đó. Mà em thấy anh chị cũng hợp với nhau lắm luôn á. Anh chị phải có phước lắm mới được gặp nhau á. Ủa vậy hả em? Dạ. Ồ đất ơi, đó giờ ai cũng nói vậy hết trơn. Sao vậy chị? Ủa em bị sao vậy? Sao vậy? Chị đau mắt hả? Đau mắt đỏ hả? Có không chị? Chị chưa ăn hết mà. Chị ơi đi đâu chị? Vậy lần sau chị em ăn phần của chị được không? Bỏ tội. Sao vậy trời? Chắc chị đau bụng. Cái gì mà có chị đang ăn vui vẻ với mọi người mà bỏ vô đột xuất vậy? Chứ bây giờ anh muốn em ngồi ngoài đó em quên một cục với người ta hay cái gì? Ủa mắc gì đâu quê, mọi người vui vẻ quá mà. Vui vẻ gì mà vui vẻ? Anh nói anh yêu em mà thiệt luôn á. Anh thấy người ta không?
quan tâm tới người yêu từng ly từng tí, từng thứ nhỏ nhặt nhất. Còn anh á, em thay đổi kiểu tóc anh cũng không biết nữa. Em nói yêu em. Em ơi, đàn ông thì mình phải để ý những cái chuyện gì nó to tát, nó vĩ mô lên chứ, bây giờ để ý tới cái chuyện váy đầm của phụ nữ không vậy hả? Cái đó có mỗi người mỗi tính em ơi. Như anh nè, à, bù lại anh được cái hát hay à, anh có thể làm được tất cả mọi việc, và đặc biệt là phụ nữ rất là yêu mến anh. Phụ nữ yêu mến anh hả? Là nhiều người phụ nữ yêu mến anh lắm đúng không? Và anh đó, khán giả đó. Em không biết đâu, anh làm sao làm. Phải để cho người ta thấy anh tinh tế, anh quan tâm tới em chứ. Mình quan tâm thì mình quan tâm cùng hai đứa biết được rồi, tự nhiên đi thể hiện cho người khác thấy, anh thấy nó trẻ con lắm. Trẻ con thì mình trẻ con. Thiệt. Anh quan tâm em, mình em biết thì sao mà em cảm thấy hãnh diện được. Ít nhất là anh phải để cho Hoàng nè, Thanh Tân thấy thì lúc đó em mới hãnh diện được chứ. Em ơi, từ bao giờ mà em để đi so đo với nhân viên vậy? Anh thấy nó kỳ cục quá à. Kỳ cục thôi, không nói nữa. Rồi 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 rồi, kể từ ngày mai anh sẽ quan tâm em nhiều hơn được chưa? Đúng không? Hứa thiệt luôn á. Nhưng mà giờ muốn quan tâm từ cái điều gì đây? Anh làm sao thể hiện anh là một người tinh tế, một người quan tâm em đúng kiểu một người đàn ông chuẩn mực á? Khó gì trời. Kiểu mình có sao mình sống vậy đó giờ, rồi tự nhiên bây giờ bắt mình phải giống người khác, nó khó ghê vậy đó. Đi đâu mà khó. Rồi rồi rồi, anh sẽ cố gắng gì em, anh sẽ cố gắng làm tất cả. Nhưng mà nè, đừng có bắt chước Hoàng mua đeo bông tai cho em hay cái gì đó nha. Người ta nói anh cố tình bắt chước người ta. Ừ, cái đó kiểu như mình làm theo phong trào đúng không? Không, anh không làm như vậy đâu. Rồi, bây giờ ngày mai em có cái gì mới không? Anh sẽ bám vô đó, anh sẽ tân bốc em, anh sẽ làm em nửa mày nửa mặt lên. Có. Có không? À, ngày mai á, ngày mai em mới đặt một cái giỏ, nó giống như vậy nè, nhưng mà nó chỉ khác một chút chút thôi. Thì giống như cái kiểu anh phát hiện cái gì đó mới ở em, anh tinh tế nhẹ nhàng kiểu vậy đó. Mua cái giỏ mà giống cái này luôn hả? Đúng rồi. Anh thấy nó có đẹp gì đâu mà mua chỉ tới hai cái như vậy. Thì anh, nó là giỏ hiệu đó, trên thế giới chỉ có hai cái thôi. Nhưng mà cái kia thì khác cái này một chút. Mà anh nhớ nha, anh nhớ giùm em là trên cái quai nó sẽ có một cái đường viền ẩn sâu vào bên trong. Da thì nó khác hơn một chút, mà nói chung á, hàng về anh nhìn vô là anh thấy sự khác biệt liền à. Thôi vậy hả? Rồi rồi rồi, thôi đưa anh coi thử cái coi. Rồi, coi là biết mai biết đường mà nói đi nè. Anh thấy nó cũng vậy mà ta. Cái này ngoài chợ Bến Thành bán 250. Trời đất ơi. Rồi bây giờ mình thử, mình tưởng tượng, mình diễn xuất đi nha. Rồi em cầm cái giỏ này, chỉ bôi ngày mai anh thấy. Wow, cái giỏ đẹp dữ ta. Ủa, anh cũng phát hiện là em mới mua giỏ mới hả? Trời ơi, bây giờ em thở thôi là anh biết là hôm qua em ăn cái gì luôn á. Trời ơi, bởi vậy anh là người thương em nhất luôn. Cái gì anh cũng quan tâm tới em hết trơn hết trời. Thì đó. Ngày mai giống như vậy luôn á. Vậy nha, vậy nha. Bây giờ đồng ý rồi đúng không? Vui vẻ rồi đúng không? Thì vui được chút rồi đó. Vậy thì theo anh lên phòng. Ôi kỳ quá, đi ra làm việc chết hết. Đi ra làm việc đi. Ủa, đang nghĩ gì trong đầu vậy trời? Chứ anh kêu lên phòng chị. Lên phòng coi giùm tôi mấy cái hồ sơ duyệt ký giùm tôi đi nè. Ủa sao anh không mang xuống đây? Ông nhiều dữ lắm, anh lên chở anh đi. Thôi ở đi lẹ đi. Giờ không chịu lên đúng không? Làm lẹ đi. Thôi được rồi, vậy anh để anh kêu Trâm Anh lên. Ừ. Thích mà làm bộ. Nè, đó, em thấy chỗ ăn này ngon nè. Anh thấy chỗ ăn này được nè. Đi ăn chứ gì chưa nè. Nhưng mà hôm nay em làm tăng ca á, trễ lắm mới xong. Thì sao mình đi ăn? Anh chờ em nổi không? Chờ em cả đời cũng được nè. Nói vậy mà. Trễ đó luôn. Thôi, đói bụng đâu bao tử đó. Đói bụng thì về ăn em. Thôi, ông ấy á, tí nữa anh làm xong anh đi ăn nhãn gì trước đi, xong anh chờ em không, nha. Không, anh chờ em. Thôi. Trời ơi, chỗ này ngon quá. Ở đâu vậy? Trời ơi, chỗ này em cũng thích nè. Nhưng mà mắc lắm, tiền cho mình ăn. Có gì đâu mà lo. Trời ơi. Ôi, ăn 2-3 lần là hết luôn tháng lương của mình rồi. Ủa, gì vậy? Cái gì anh Vinh? Không, anh thấy cái sự chuyện lạ quanh đây á mà. Đáng lẽ là... là... Trời ơi, đàn ông có bồ là như vậy đó anh. Anh thấy lạ quá trời luôn. Chuyện này đâu, mỗi ngày có gì đâu lạ ha. Không, tại vì anh thấy nó kỳ cục với em. Ủa? Mình có bồ, mình yêu cục nhau thì mình về nhà đi, mình đóng cửa lại, mình hung hít, mình muốn làm cái gì không ai nói hết trơn á. Còn đây là công ty, là cái chỗ công cộng mà. Có gì đâu, em thấy chuyện này bình thường mà, hai người yêu nhau là vậy thôi. Là bình thường á hả? Dạ. Rồi bây giờ em thử em hung bồ em cái coi. Bình thường. Thôi.
Đó, bình thường. Cái này mới không bình thường nè, tự nhiên không anh Lâm Vinh thấy. Có đâu, anh Lâm Vinh như người trong nhà mà. Chứ hai đứa nhìn là thiệt. Coi cái chỗ này nó tự nhiên quá trời luôn rồi. Thôi bây giờ anh ngồi đây được không? Nãy giờ anh đứng đây tụi em cũng quan tâm gì anh đâu. Ủa chứ đây là cái chỗ tư cơ công cộng mà. Thử không cho anh ngồi, anh cũng ngồi à. Vậy anh ngồi đi. Chào mọi người. Chào sếp. Chào sếp. Ủa, chào em. Chào anh. À, trời ơi, em nhận được rồi hả? Wow. À, trời ơi, cái túi nó đẹp quá nè mọi người ơi. Cái này em cầm thử rồi. Trời ơi, ướm lên cái người này, nó sang trọng hẳn lên nè. Xong nó làm nó nổi bật lên cái hộp xoàn 8 ly nè. Wow, đẹp quá em ơi. Ủa, em thấy cái túi này là túi cũ mà chị hay đeo mà. Đúng rồi, đeo trước khi anh vô công ty luôn á. Ê, dứa bởi vì tao nó quê mùa. Em đó giờ xài túi 150, 170. Làm gì biết được cái túi hiệu. Cái này là cái hàng phiên bản giới hạn, người ta gọi là limited. Toàn thế giới này chỉ có khoảng 5-6 cái thôi. Khi phụ nữ thì nhiều khi người ta thích cái cảm giác mà mình có mà nhỏ kia không có. Cầm lê lê vậy chơi đó. Vậy chị tính ra đồ giả đẹp quá. Em biết là chị chuyên xài đồ hiệu, nhưng mà cái túi này là cái túi cũ của chị. Đúng rồi. Em đặt ông mà em biết gì. Em nhìn coi, trên tàn thế giới này có cái túi nào mà có cái lông chồm cái gì không? Em đàn ông em không biết gì. Anh biết hết vậy anh là đàn gì? Anh là đàn chưa thích tịch tình ta. Ai mang túi sách mà mang cho nàng. Trời ơi anh thương dữ lắm luôn đó. Anh mới đặt mua cái này nè. Cái này là lông hồ ly ở trên núi Điệu Hổ Ly Sơn đó, em hiểu không? Cái này là coi như là nó rất là tinh tế. Trời ơi, cái mắt nó còn trí trong này luôn nè. Ơi cái gì vậy? Trời ơi, anh Tâm Dính. Nó cái này nó mắc là ở cái chỗ đó, em hiểu không? Nó rất là sống động. Em nói là anh thôi đừng nói nữa. Em mua, em phải nói cho những người mà người ta không có điều kiện, người ta mở mang tầm mắt ra, em hiểu không? Cái này là cái túi cũ của chị, không phải là cái túi mới giới hạn gì đâu. Không phải lông hồ ly, lông lừa. Biết cái gì mà nói? Này lông lừa. Lông hồ ly người ta. Lừa. Nghe cái mùi hồ ly nè. Rõ ràng mùi lừa. Lừa mình muốn lừa ai? Thôi em đã không nói nữa mà tự nhiên đứng đây cãi nhau vậy. Anh tức cái thứ mà không có biết gì mà cứ cãi cãi. Nhưng mà em nói thiệt, cái túi là túi cũ của cái túi giới hạn á mà chị đặt mua đó, là chị kêu em nhận giùm nè. Mà cái đó là cái hàng mà phải là đảm bảo, cho nên là phải giao trực tiếp với tay của chị. Em không liên lạc được với chị cho nên là vẫn chưa nhận được hàng. Ủa cái túi này túi chị nhận được hồi nào? Nhưng túi cũ. Cái này túi cũ là lông lừa, túi mới nó là lông hồ ly. Không, qua cái này hồi nãy nó giống giống nhau, anh nhìn lộn. Cái túi em nói là cái túi khác nữa. Cái lông này là cái lông. Em nói anh đừng có nói nữa, anh càng nói anh càng sai biết không? Không hiểu cái gì hết trơn à. Túi này khác mà. Nghe, nghe ơi, cái túi đó là nghe. Cái gì vậy? Không hiểu gì hết trơn à. À, nhưng mà em hiểu rồi nè. Bảo Nam thì ra từ trước tới giờ người ba sống chung với Bảo Nam chỉ là ba giường thôi. Chấn động chưa? Nghe cũng sốc á, nhưng mà đâu chấn động đâu trời. Tôi đang ở đâu đây? Công ty mình. Đây là đâu? Vẫn là công ty. Tôi là ai?